Hôm nay gặp lại tất cả anh em ở đây nha. Đó, quá đồng quá. Rồi, đó. Chào mọi người nha. Đó, hôm nay ai cũng lên viếng mộ của cậu. Hello, xin chào mọi người nha. Ở trên đường vô tổ mộ của cậu Năm Vị Vũ Linh á. Thì bây giờ hôm nay là xe vô rất là đông nha. Không chừng phải quan sát được thấy rất là đông người đến viếng mộ ngày hôm nay luôn. Đi xe du lịch rồi xe khách 16 chỗ rồi quá trời luôn. Trên dọc đường vô mộ cũng có rất là bán rất là nhiều con. Nay ta đi cúng tảo mộ đông lắm. Hồng quá trời đẹp. Bán đồ đầy đủ hết. Từ đây vô trong tới mộ là chắc cũng khoảng chừng nửa cây số, không tới 400-500 mét gì không. Cơ đó mọi người từ đầu đường là đã thấy đông rồi. Và xe 72 nè. Wow, tới đây là còn đông nữa. Đó, ta cắp vô trong một bông để ta cúng mộ. Này là Tết Thanh Minh cúng mộ. Vô thử mộ của cậu Năm Vũ Linh thì đông như thế nào anh? Xe xếp dài dài vô viếng mộ. Con công an đầy luôn theo. Quá trời bóng. Ai có lực lượng trật tự nó biết đồng bên đó được những người trật tự nó biết mà không ai đồng ở đó quá đồng. Xe xếp dài rồi tới Hoa Viên Bình Dương rồi mọi người ơi. Xe bên kia rất là đông à. Nói đuôi thì dài vô. Đường xe đông khủng. Hôm nay là cái ngày viếng Thanh Minh đây. Lâu lắm mà chừng không có trở lại Hoa Viên Bình Dương. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và giàu sức khỏe nha. Biển ông bà cũng ông bà cũng người thân. Xe khách 16 chỗ đó. Phía trước xe khách 16 chỗ không. Nên này đông bảo đảm là phải đậu xe ở ngoài không có được vô trong quá mà xe vô biến quá trời. Hên quá không có chặn xe bên đó du lịch dài vô tuốt ở trong quay trở lại mộ và mộ làm du lịch. Phía trước mộ của cậu này nè, đường phía bên đây à, người nhà cũng vô thắp nhang nè, lau mộ luôn. Này rất là đông người ha. Mời mọi người vô viếng mộ cậu ha, cùng Hân Trân. Đó mọi người thấy à, cũng rất là đông người đến viếng ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay gặp lại tất cả anh em ở đây nha. Đó, rất quá đông quá. Rồi đó, chào mọi người nha. Đó, hôm nay ai cũng lên viếng mộ của cậu. Anh em vui vẻ đúng không? Đây, mộ cậu hôm nay rất là đẹp nha. Xe Honda kìa. Xe Honda đỏ kìa. Đi có mình à. Ôi, giống như kìa. Khách vô viếng mộ. Có. Dạ chào cô. Lâu lắm cô nghe cô. Cái ngày nay có cần nghe lại nha. Nghe lại thấy vui không chị? Đó là bộ đồ quay mà chụp hình đó. Rồi chụp hình đi nè, đó chụp hình đi, đẹp trai mà. Thiệt ha, chị nói thiệt. Rồi chào mọi người. Mới gặp lại chứ bộ. Vợ con đâu? Hả? Vợ con đâu? À, hôm mai em vợ bên Mỹ rồi. Mà xưa ông cứ vợ cái mặt không đẹp hơn nha. Quá không? Trước có nhờ ở nhà nhiều. Đó, hôm nay Hân Trần đến viếng mộ gặp anh em ở mộ cũng rất là đông nha mọi người. Hôm nay có hai cây mai rất là đẹp nha. Lâu lắm Hân Trần mới lên cập nhật lại tình hình cho mọi người biết. Hứa rồi, Tết là anh lì xì cho anh em, ví dụ lì xì em ăn Tết gì vui. Em cũng xin chúc cho anh yêu sang năm mới này là gia đình gia đạo bình an và làm ăn phát tài phát lộc và sức khỏe dồi dào nha anh yêu ha, là may mắn. Rồi. Vui ra đến là nó lộng của Phương nữa, đó là mạnh nữa, Phương Văn Bì nữa. Ôi. Một sĩ. Thiếu câu rồi, được rồi, chúc anh em sớm có một nửa của mình. Rồi, chúc anh năm mới như sức khỏe nha. Dạ. Mà bây giờ phải không? Ráng lên view làm kiếm tiền nuôi vợ con nha. Nghe lời anh là cây đêm lên mạnh rồi đó. Rồi, xuất hiện lúc cậu vừa mất mà không chịu đi làm. Rồi em nữa anh yêu. Hả? Em nữa. Đâu có đâu. Không có hả? Trời ơi. Bên trọng bên khinh là không được nha. Này có hai chữ dừa đẹp lắm mà cô chú anh chị. Ngày mai đẹp là bánh tét bánh lít đồ cũng đẹp, nó lâu lắm hơn gần cũng lên cập nhật ha, cập nhật cho mọi người xem. Mộ cậu vẫn đẹp như ngày nào, hôm nay có bông rất là đẹp. À, khách vô tham quan vòng vòng ở đây hôm nay viếng mộ mà rất là đông nha cô chú anh chị. Trở lại qua chính xác rồi, Hương Trần lợi hại hơn xưa phải rồi. Đây cô chú anh chị, mộ của cô Thanh Kim Huệ phía bên sau đây cũng bông rất là đẹp nha. Đó. Người nhà của nghệ sĩ ưu tú Văn Già Văn Còn cũng lên cúng đồ thắp nhang. Nghệ sĩ Nam Hùng cũng đây. Hôm nay thật tình mà nói rất là đẹp, rất là đẹp. Lễ thanh minh mà quá đông người đến viếng thắp nhang. À, vào bên đây nữa, bông hoa làm rất là đẹp, lâu lắm không lên. Hôm nay ngay chỗ cái khu vực của cậu rất là đông người đến viếng mà hoa rất là đẹp. đây. Đi viếng mộ. Trời ơi. Đó anh em thấy không? Ai cũng mến Hương Trần hết không? Đi kiếm Hương Trần không? Trời ơi, hôm nay giờ làm gì giúp này mặt mày trắng nõn vậy? Được chạy không? Có vợ tới giờ vợ chăm sóc kỹ quá hả? Đi theo chị Phượng liếc mặt mày trắng nõn ta. Trời ơi. Trời ơi anh em tiếp đón tiếng này là ổn quá. Để chờ. Bữa nay sao mà đánh thắng trắng dữ rồi. Cái này trắng dữ trời. Hả? Thiệt không? Lúc trước quay mộ cậu ở đây đang thui à. Bây giờ là trắng hả? Bây giờ đi theo chị Phượng, giờ lúc này trắng rồi nè. Ồ. Bỏ con đường tối theo con đường sáng phải không? Bỏ con đường sáng theo con đường tối mới đánh thắng lên nè ông ơi. Ổn nha, ổn nha. Ổn mà, không có nhậu quá. Không nhậu. Lúc này anh ổn. Phía bia nhậu. Bữa nay anh ăn bún không ăn cơm nè. Dạo nè anh muốn bò không à, không ăn cơm. Ăn bún thôi.
bún bò mạnh thường quân tặng quá trời luôn, lại ăn bởi ăn bún không ăn cơm. Mấy anh em đi vô trong kia quay một cái khủng khiếp luôn. Cái gì? Kẹt xe mà đông gia đình, tới đông lắm, mỗi một gia đình nhiều khi có 50-70 người luôn. Cái cảnh một cái nó rất là đẹp luôn. Thôi sẵn gặp anh em năm mới, chúc anh em dồi dào sức khỏe nha. Mừng ăn phát tài phát đạt nha. Ổm ổm ổm. Chú tu là cái gì không? Đến. Đằng này là chú tu là anh không dám này nó hơi ốm chứ là gì. Hả? Là không có ốm mới khỏe, còn mập là bệnh đó. Bỏ anh ở đây anh mập nhưng mà anh đen. Có khả năng có đây ai quên nói hỏi giờ hỏi chẳng đi sáu hay lên mà sáu dưới đó biết rồi các hôm nay là có lên ổn rồi chưa mà không biết lên giờ nào á hai anh em nói giờ bữa nay là đây 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 đặt tiền đây chào anh em nè đó giờ gặp lại hơn trận á. Trời ơi anh em quay đông quá, anh em mến mình á mọi người. Rồi. Chào mọi người nha. Chào nha. YouTube thì mình quay mạnh khỏe mạnh khỏe. Không nói chung bây giờ em nói chung nào bây giờ người nào muốn quay ở đâu người đó quay. Đúng rồi. Nào, đúng rồi. Nó không có ép người ta được. Em ở trên đây là rất là bình thường. Không có ép người ta được. Còn dù anh quay bên chị Phượng, em quay bên chị Loan. Đúng rồi. Ok. Ok luôn. Yeah, bắt tay cho. Con mày nó ăn nhại nó ở đi. Rồi bắt tay cho người nha. Rồi. Đó thấy chưa? Bây giờ bắt tay à. Không ai bắt tay là đó thấy không? Có bắt tay không? Trời sợ đó. Okay. Chút xíu nữa là mấy giờ cô Sáu tới nè. Không biết cái đó không biết cô Sáu hỏi đi thăm ông bà nữa. Đi thăm ông cố bà cố trước. À, ông có là ba của cậu Năm á, đi thăm rồi xong rồi mới xuống này. Trước mới về đây. Không quận 12 á chứ không phải là Gò Vấp. Rồi quá vui rồi, gặp anh em quá vui rồi mọi người ơi. Rồi có show đám ma đi qua đám ma tiếp. Rồi show đám ma đi qua đám ma tiếp. Show đám cưới không có đi quay. Quay đám ma thôi. Quay đám ma thôi. Sao Phương? Bữa nay anh Thăng chặn lên làm biết thế nào mà Sáu cũng lên. Chuẩn bị đám vợ đúng không? Đám vợ tới. Cô chú anh chị ơi, sắp một năm của cậu rồi. Đó, năm rồi. Một năm rồi. Anh em ở đây ai cũng mạnh khỏe hết á. Gặp lại anh em ai cũng mừng hết. Ốm mệt to quá. Cái gì dám căng mà. Không có nhậu. Không có gì được. Không có nhậu. Rồi ốm bớt rồi. Vợ ốm. Hả? Vợ bên Mỹ á chứ có đây đâu. Mà lúc nào cũng bớt thôi. Vợ về bên bển rồi. Hôm bữa có vợ mà không mời anh em tại biết anh em xa quá không mời chứ cũng muốn mời hết. Tiền không mời nó đi. Rồi bữa đó là cũng có cô Sáu với là Hồng Phượng cũng đi đám cưới Hân Trần nữa mà. Biết mà thấy có quay lên mà. Đó luôn đi rồi. Để đi cái lộ đi rồi. Đó mà quay xe rồi hai ba bên. Mệt lắm. Rồi gì quay xe nữa. Đó là YouTube chính nghĩa. Đó, YouTube chính nghĩa. À một bên nào một bên đó. Không có YouTube là chia sẻ hiểu không? Ok, mình gặp cái câu chuyện gì mình chia sẻ cái câu chuyện đó. Còn mình không có lời nói gì trong trọng á, mình cũng không biết cái chuyện gì đó. Thôi để pháp luật xử lý đi. Rồi hợp lý ngay câu đó mình xử lý là hết. Ok. Sắp sửa ra tò rồi. Ok. Ok ha. Quá tuyệt vời luôn. Được chưa? À, anh là ngay từ đầu anh chọn một bên thì chọn một bên luôn. Đúng không? Anh cũng không biết bên nào đó, giờ quay bán buôn bán bún bò thôi. Bây giờ bún bò thôi. Bán bún bò thôi. Chỉ có quay bán bún bò thôi. Bún bò không? Buôn bán thì phải quảng cáo, đúng không? Bán cái gì cũng phải quảng cáo hết đó. Bây giờ nói anh không dám công nhận là sao? Công nhận là sao thì quay bún bò, nó quay bún bò bên Học Phượng. Mà từ hồi bỏ cậu không ăn cơm chay, cậu ăn bún bò mới ốm vậy nè. Không có, nói chung là bỏ nhậu á là mới ốm vậy. Bỏ nhậu luôn hả? Bỏ nhậu. Bỏ nhậu luôn. Lúc này phạt 8 triệu mấy á. Tại vì ra đường ghê. Thằng em mới bị phạt kìa. Ra đường phạt quá trời. Ít bữa nó cũng bắt hết à. Cũng bắt hết à. Đây uống cũng có dính à. Rồi em cũng xin phép dừng clip đây, anh em vui vẻ quá mà mọi người ơi. Vui quá. Xe ở ngoài đông lắm, lát hồi đón Hồng Phượng rồi, Hồng Loan, cô Sáu rồi đầy đủ hết nha. Em kết thúc clip này nha. Hôm nay là ngày thảo mộ mà ai không lên em? Anh không biết nhưng mà hôm nay thảo mộ thế nào cũng lên nè. Bây giờ thì anh thấy Hồng Loan hôm nay là ngày chính thế nào người ta cũng lên, nếu mà có thời gian là sẽ lên. Ok thôi, Hân Trần kết thúc clip đây mọi người.